Làm thế nào để chọn màu sơn nhà đẹp? Sơn Nguyên Chương xin chào các bạn. Trong video ngắn ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ các cách đơn giản để bạn chọn màu sơn nhà đẹp. Một trong những điều bạn hỏi chúng tôi nhiều nhất hầu hết là về việc sử dụng màu sắc trong thiết kế nội thất. Một số câu hỏi được hỏi nhiều nhất là làm thế nào để chọn màu sắc? Làm thế nào để biết đó là sự kết hợp màu sắc chính xác của tôi cho ngôi nhà? Tôi có một người bạn đang xây nhà và nhờ tôi tư vấn sơn. Câu hỏi của cô ấy mà tôi sẽ trả lời trong video này, lập kế hoạch bảng màu và vật liệu là rất quan trọng để làm cho thiết kế nội thất gắn kết và duy trì ngôn ngữ hình ảnh dễ chịu. Màu sắc gợi lên tâm trạng và cảm xúc. Vì vậy, bạn phải cẩn thận trong việc lựa chọn màu sắc phù hợp với sở thích của bạn và phong cách của không gian bạn định sơn. Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ quy trình và những điểm cơ bản cần lưu ý khi lập kế hoạch bảng màu cho không gian của toàn bộ ngôi nhà. Trong không gian, bằng cách truyền đạt những cảm giác như sự phấn khích, thư giãn, thanh thản, niềm đam mê, bí ẩn. Và như vậy, màu sắc có thể biến đổi một không gian, chúng ta có thể nâng cao cảm giác khỏe mạnh và hạnh phúc, làm cho không gian của bạn cảm thấy ấm áp hơn hoặc ấm cúng hơn. Nó có thể chiếu sáng, tối không gian hoặc thậm chí cung cấp năng lượng cho các khu vực tĩnh. Màu sắc là cơ bản và hữu ích, được các nhà thiết kế sử dụng rộng rãi để tạo ra tâm trạng và rung cảm cụ thể. Khi lựa chọn màu sắc, điều đầu tiên bạn nên làm là trả lời một số câu hỏi về chức năng của không gian. Chức năng và mục đích là gì của không gian bạn muốn tạo ra? Tâm trạng gì trong không gian đó? Màu sắc nào sẽ giúp bạn đạt được tâm trạng? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định chức năng của không gian để biết bạn muốn cảm thấy như thế nào bên trong nó, và sau đó chọn màu phù hợp giúp bạn đạt được cảm giác đó. Màu sắc đã chọn sẽ tác động lên hành vi và cảm xúc của mọi người, làm cho không gian hoạt động và thích ứng với người dùng. Các câu hỏi kỹ thuật khác mà các nhà thiết kế cân nhắc khi chọn màu sắc là căn phòng có bao nhiêu cửa sổ, cửa sổ ở đâu và hướng chúng quay mặt về phía nào, có cảnh quan bên ngoài và các vật thể xung quanh sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận màu sắc. Kiểu câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu các điều kiện không gian hướng dẫn bạn chọn màu sơn phù hợp. Ví dụ, nếu khi đánh giá không gian mà bạn xác định rằng ánh sáng mặt trời không chiếu trực tiếp vào phòng, thì có thể thuận tiện để sử dụng màu sáng để tận dụng ánh sáng tối thiểu trong phòng và do đó có thể làm cho ánh sáng tự nhiên hiệu quả hơn. Điều quan trọng là phải đánh giá cá nhân và điều kiện không gian trong thiết kế để có được kết quả tốt nhất. Màu nhấn rất cần thiết để tạo độ tương phản và nhấn mạnh các yếu tố quan trọng của không gian. Khi bạn chọn màu trung tính sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để chọn màu nhấn như trên, cho thấy màu nhấn làm nổi bật các yếu tố cụ thể để tạo cho tông màu tương phản. Không nhất thiết phải là màu rực rỡ như chúng phải là màu tương phản. Ví dụ như trong phong cách tối giản, bạn có thể sử dụng màu trung tính nhẹ làm cơ sở và sử dụng màu đen hoặc màu xám đậm làm điểm nhấn. Hoặc dù đây là bảng màu đơn sắc, độ tương phản giữa đen và trắng rất cao nên nó có chức năng làm nổi bật một cái gì đó đặc biệt là trong không gian. Mặt khác, nếu bạn muốn thêm màu sắc cho ngôi nhà của mình, trả lời các câu hỏi mà chúng tôi đã xem ở đầu video này, bạn sẽ biết những màu sắc nào phù hợp với không gian của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn vẽ một phòng chơi cho trẻ em, bạn sẽ biết rằng căn phòng nên khơi gợi sáng tạo và niềm vui. Do đó, những màu sắc rực rỡ như vàng cam hoặc đỏ có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Bằng cách các bạn đọc trong phần mô tả, bạn phải biết cách kết hợp chúng để dễ dàng hơn. Chúng ta có lý thuyết màu sắc và cách sử dụng bánh xe màu để làm cho nó trở nên khả thi. Sử dụng bánh xe màu rất hữu ích và hiệu quả. Tôi đã giải thích nó trong video mà tôi chia sẻ với bạn. Cách kết hợp màu sắc như một người chuyên nghiệp.
Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc bổ sung kiến thức của bạn về màu sắc. Ví dụ, nếu bạn chọn điểm nhấn là màu xanh lam, bạn có thể sử dụng một chiếc ghế đẩu, hoặc một bức tranh, hoặc một chiếc bình. Và như vậy, bằng cách này, bạn sẽ tạo ra nhịp điệu trong không gian. Bằng cách sử dụng màu sắc, điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy không gian và tâm trí của bạn gắn kết thành hợp nhất. Cả các yếu tố có cùng màu sắc tạo ra sự thống nhất trong căn phòng. Một nguyên tắc thiết kế cơ bản trong thiết kế nội thất hiện nay. Tôi muốn cung cấp cho bạn 3 mẹo để áp dụng bối cảnh ý tưởng vào thực tế thành công. Mẹo số 1 là bắt đầu thử màu ở một mảng tường nhỏ. Đây là điều cần thiết khi chọn màu sắc trước khi đầu tư mua sơn cho toàn bộ ngôi nhà của mình. Hãy bắt đầu với một căn phòng có ô nhỏ hoặc với một bức tường có điểm nhấn. Điều này sẽ cho phép bạn xem màu sơn bạn đã chọn theo ý thích và phù hợp với không gian. Hãy dành thời gian để tận hưởng và khi bạn chắc chắn, hãy tiến hành sơn toàn bộ ngôi nhà của mình. Với mẹo số 2, kiểm tra nó khi chọn màu cho ngôi nhà của bạn. Bạn có thể kiểm tra màu sơn của mình trên một khu vực của bức tường vào ban ngày với ánh sáng tự nhiên, xem nó bị ảnh hưởng bởi ánh sáng tự nhiên vào các thời điểm khác nhau trong ngày không. Đừng quên rằng các đồ vật cũng đóng một vai trò trong nhận thức tổng thể của căn phòng. Đồ đạc xung quanh ảnh hưởng đến hấp thu ánh sáng và phản chiếu ánh sáng. Nơi sử dụng màu sắc, các bạn hãy nhìn vào bức tường như mặt phẳng của màu sắc và xem chúng tương tác như thế nào. Khi xem một bức tường bên cạnh các phòng liền kề khác, có thể bạn đang ở trong phòng khách của mình, nhưng bạn sẽ nhìn thấy một phần phòng ăn của mình thông qua nó. Vì vậy, bạn đang lựa chọn màu sắc, hãy xem xét chúng di chuyển từ phòng này sang phòng khác để tạo ra bức tranh của bạn, đi qua không gian của bạn và xác định không gian nào tương tác với những người khác. Tôi vừa chia sẻ các bạn một số cách để các bạn có thể chọn màu sơn nhà đẹp. Nếu các bạn thích video này và thấy nó giúp ích cho bạn, hãy bấm nút like, đăng ký và theo dõi video khác. Và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới, tôi sẽ giúp bạn chi tiết hơn về vấn đề của bạn. Công ty Sơn Nguyên Chương xin chào và hẹn gặp lại.